Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Chúc anh em một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Hôm nay thì mình sẽ sang bản chung để xem bên này mấy ông thần này chơi như thế nào anh em nhé. Thì đầu tiên là bên bản chung này nó có cập nhật mấy cái skin mới anh em ạ. Cho anh em xem luôn, nhìn có vẻ là hấp dẫn này. Một tội bản chung thì nó hơi lag tí anh em nhé. Đấy, đây là phần hoạt động này anh em ơi. Rồi, có con báo này anh em này. Con này con hổ à? Hổ báo. Cáo, trồn, à không, đây là con sói anh em nhá. Rồi, nhưng con này nhìn hay nhờ anh em nhờ. Ôi, đây là con chó sói hay là con chó thường đang cầm khúc xương này anh em này. Chắc là chó sói đấy, nhìn có vẻ là danh mãnh này, lưỡi dài thê lê. Có quả ống nhòm, anh em nhìn cái mắt của nó không? Giống cho màn hình phết này. Còn đây là có ba cái skin nữa. Mình thấy như là cái này giống trong cái gì nhỉ? Phàm nhân tu tiên này anh em, phải không nhỉ? Giống nhưng mà vì tên tiếng Trung mình chả dịch được là cái gì anh em ạ. Ghê phết, cầm thanh kiếm, có đôi cánh to tổ bố luôn này. Ê, thanh niên này đẹp này. Hình như là cùng một người, nhưng mà thanh niên này nhìn thì có vẻ là đẹp hơn. Còn cái ông thần này chắc là hồi còn bé đây. Cầm kiếm gỗ, ba bộ skin mới như đẹp phết anh em nhỉ. Hy vọng rằng là bên bản Việt Nam sẽ chuẩn bị cập nhật anh em nhá. Ngon. Còn bây giờ thì vào chủ đề chính của video ngày hôm nay. Đó chính là mình sẽ review cho anh em xem về top 1 server bên Trung. Server 1 luôn, để xem là bao nhiêu ức nha. 1.439,81 ức anh em ạ. Tính ra là 143 tỷ, kinh khủng chưa? Vãi cả trường luôn anh em ơi, choáng 697,9% này. Hút máu là 377, liên kích là 441 và bạo kích là 676% nhá. Ghê nhỉ. Ông này chơi liên kích bạo kích lại còn có cả choáng nữa anh em ạ. Ôi vãi. Ui, thế không biết là có liên tục choáng không nhỉ anh em nhỉ? Ui ôi, thêm vào đó quả phản công. Nhìn chung là mấy cái chỉ số đây toàn trên 300%, 400% luôn này. Có mỗi cái hút máu này là 377,6%. Thì thực ra là từ trước đến nay môn phái hút máu thì chưa bao giờ được đánh giá cao. Thế nên là nó build thấp là đúng rồi anh em ạ. Còn đây là cụ rùa đã nặn hồn xong. Wow, trông khủng khiếp thực sự luôn anh em ơi. Để mình xem nào. Ui, em rùa level 200 này, nặn hồn bậc 20. Và ở đây tất cả những cái chỉ số công thủ thì HP là tăng đến tận 254,7%. Khủng khiếp quá anh em ạ. Và đây là suy yếu trị liệu anh em nhé. Suy yếu trị liệu bậc 10 này. Ôi, vãi trưởng luôn, giảm đến tận 100%. Ông này thì cũng mới chỉ có cường hóa linh thú. À đúng rồi, chơi rùa thì cần deck thì phải cường hóa linh thú. Thế cho nên là phẩm tím cũng được. Quan trọng nhất vẫn là cái suy yếu trị liệu phẩm cam anh em nhé. Còn cái dòng màu tím bên cạnh này thì nó lại là cường hóa trị liệu anh em nhé. Đây có thêm một cái dòng nữa, đó chính là cường hóa linh thú anh em ơi. Nhưng ông này có thêm một dòng cường hóa gọi là trị liệu phẩm cam nữa nha anh em. Một cái là suy yếu trị liệu, và lại thêm một dòng nữa là suy yếu trị liệu phẩm lam. Ái chà chà, căng đét đèn đèn luôn anh em ơi. Đây là về em rùa chính nha. Còn đồng hành thì ông này lại chơi con thanh long anh em ạ. Do là em thanh long này chỉ làm đồng hành, thế cho nên là những cái chỉ số của nó đây nó không ăn thua cho lắm. Và mặc dù là dòng có 3 dòng cam, tuy nhiên thì cái dòng đầu tiên này lại là suy yếu linh thú này. Dòng tiếp theo là tăng sát thương bạo này anh em này. Cái này thì lại là suy yếu trị liệu anh em nhé. Cái dòng cuối này là suy yếu linh thú này. Thế còn cái dòng tím này là gì ta? À, cái này là cường hóa linh thú anh em nhé. Ô, nhưng mà anh em ơi, ở bên bản Trung Quốc bây giờ nó đã cập nhật thêm cái tính năng gì đó, mà nó sẽ có thêm một số những cái thuộc tính được cộng thêm nhá, ở trong phần linh thú. Ồ, cho nhân vật chính của mình này. Ai xả ngon lành đấy anh em ạ. Nhưng mà để mình xem được cái tính năng này khi ra bản Việt thì nó cập nhật nó tên là cái gì nhá. Tại vì Trung của nên là mình không đọc được, không hiểu lắm. Chỉ biết là một số những cái thuộc tính liên quan đến tăng công, giảm sát thương các thứ gì ở đây ấy. Ok, thôi hóng tiếp, hóng tiếp. Tiếp theo là về tinh quái đi. Tinh quái thì vẫn là combo này anh em ạ. Hề luôn, anh em thấy không? Tiểu Long Nữ, Đại Sơn Yêu cũng như là Phù Tang. Đấy, nếu như mà không có giải thi pháp thì anh em chơi Phù Tang rất ngon luôn. Nhưng mà có gì đó sai sai nha anh em. Tinh quái với cả thần thông có ấy được đâu nhỉ? Mà ông này lại dùng hai cái hồi sinh. Ủa? Bịp à? Hay như nào? Hoặc có một cái trường hợp xảy ra là bên bản Trung nó đã cập nhật thêm một cái thần thông hoặc là một cái tính năng gì đó có thể khắc chế được vào cái giải thi pháp này thì ông đấy chơi cái Phù Tang này thì mình thấy còn hợp lý. Chứ còn nếu không thì mình thấy hơi ảo ma Canada nhá. Rồi tiếp theo là về huyết mạch thiên tiên, để xem ông đấy build của gì đây. 211 á. Ông này thì lại dùng hai cái huyết mạch thanh long. Lại thêm một cái huyền vũ để có thể tăng thêm khả năng là ba hiệp đầu có hồi máu 20%. Và tiếp theo nữa lại là một cái bạch hổ. Phản công với sát thương gây ra tăng 20%. Ủa ma Canada nhỉ. Nhưng mà phải về lết như ông đấy hoặc là mạnh như ông đấy thì build thế còn có lợi, chứ còn như anh em mình đây là build thế là chết đấy anh em ạ. Thôi, quả pháp bảo thì không nói rồi.
Bởi vì ở đây nó có quá nhiều cái chỉ số đi, mà anh em càng sở hữu được nhiều pháp bảo thì chúng ta sẽ có được những chỉ số đấy thôi. Quan trọng là phải xem được là cái pháp bảo của ông đấy là đã sưu tầm như thế nào thì thôi. Thì cái này thì mình không xem được nha. Tương tự như thế, cái này cũng bỏ qua luôn anh em nhé. Tiếp theo là về vật cưỡi xem nào. Và đây là cái vật cưỡi bậc 10 của ông đấy anh em nhé. Thì với cái khả năng kháng choáng, đúng không? Quả ba tiêu là kháng choáng, là ở level 10 của nó, nó đã kháng lên tận 218,4% rồi. Ôi ôi, căng đấy. Rồi, phần tiếp theo cực kỳ quan trọng, mình sẽ đi review cho anh em xem về bộ thần thông. Cái này là cái quan trọng này anh em này, để xem ông đấy xài gì. Đầu tiên thì vẫn là kim cang bất hoại thôi. Và anh em có thể nhìn thấy là hai viên ấn ký giảm sát thương cuối anh em nhé. Cái này đi PK này cực kỳ là có lợi luôn. Thế cho nên hầu hết là cái bộ tinh quái kiểu như là tiểu long nữ đại sơn yêu này, với cả đi PK mà thần thông thì vẫn là kim cang bất hoại với cả ấn ký giảm sát thương cuối anh em nhé. Đấy, thì mình vẫn đang bâng khuâng ở chỗ này, không biết là có thần thông với tính năng gì mới không, mà ông này phải trang bị cả phù tang, cả giải thi pháp, ảo ma Canada thực sự luôn. Hoặc có một trường hợp nữa là ông ấy quên, ông ấy chưa thay đổi về bộ tinh quái như thế nào đấy thì mình chịu. Ồ, cái này lạ này anh em này. Gặp nhấm linh hồn anh em ơi. Khủng khiếp quá, tăng khả năng hút máu của bản thân lên 23% này. Và cứ một lần tấn công thì sẽ tiêu hao 16,5% lượng máu của bản thân và trừ đi lượng máu tương đương của kẻ địch. Tuy nhiên là sẽ không vượt quá 247,5% công của bản thân anh em nhé. Mình biết tại sao lại trang bị cái gặm nhấm linh hồn này rồi. Bởi vì về lết thì rất nhiều anh em là build giảm sát thương cuối cực kỳ là khủng khiếp luôn. Nó xảy ra một cái trường hợp là đánh cứ bị trừ một máu rất là khó chịu. Thì cái lượng sát thương này ấy, nó sẽ đánh thẳng vào trong phần HP của kẻ địch. Có khi về lết này, sau khi mà tất cả những cái môn phái khác mà build giảm sát thương cuối nhiều quá, thì chúng ta lại chuyển sang chơi gọi là liên bạo và kết hợp với cái gặm nhấm linh hồn để đi PK, đánh cho phần trăm máu. Ngon này anh em này. Đỉnh của chóp này, ông này build quả thông minh vãi cả trưởng luôn anh em ạ. Đúng là trí thực sự luôn nha. Đấy là lý thuyết mình cũng đã nghĩ như vậy thôi, chứ còn thực tế thì mình không có ác của ông này để mình test thử xem như thế nào. Thế anh em thấy như thế nào để lại comment bên dưới cho mình biết với nhá. Và cuối cùng thì vẫn là cái băng phong ngàn dặm thôi. Ông này chơi cái cuối này cũng khá là đơn giản nhỉ. Bộ này thì mình thấy là đi PK là ổn áp này. Còn nếu như mà đi bánh boss thì chắc là ông này sẽ trang bị một cái bộ thần thông khác nó phù hợp hơn. Ví dụ như là cái chói thần để tăng công các kiểu, con là điều giống như kiểu là anh em Việt Nam mình vẫn hay chơi ấy. Rồi và mình sẽ đá qua một số những cái bộ trang bị ở đây để xem là đến thời điểm này level 1210 thì mỗi món trang bị nó cộng khoảng bao nhiêu phần trăm nhé. Rồi, món này là 45,7% này, còn món nó cao hơn không? 20,5%, ơ ít thế. 43,2 này. 43,4 này. 58,2 này. Cái này bao giờ cũng là cái mà cộng được nhiều phần trăm nhất, thì nó lên được 58,2% anh em nhé. Và cái chỉ số kháng của nó đây cũng là 44,3%. Ôi ôi, ngon nhờ. 58% này. Ô, cái này 22,4 thôi. Có những cái thì phần trăm nó rất là thấp. 42. Đây là 54 này. Wow. Nhìn chung là cũng phải 45, 50 mấy phần trăm đấy. Lên đến tối đa là 58-60%. Căng thẳng phết anh em nhỉ. Thì nói chung là nó cũng phải như thế. Thì mấy chỉ số trên này nó mới lên được khoảng 600% này. Mấy cái 600% này cơ chứ. Thì anh em thấy cái cách build của mấy ông Trung Quốc này như thế nào? Nếu như ngày hôm sau ông đấy lại để ra môn phái gì đó khác biệt hơn thì mình sẽ tiếp tục vào review cho anh em nhé. Và anh em muốn mình review về môn phái gì ở bên bọn Trung Quốc này thì nhớ để lại comment ở bên dưới nhá. Mình sẽ tham khảo xem là mấy ông top server đầu tiên này ông ấy build như thế nào, mình sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Và để không bỏ lỡ những cái video đó thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để có thể là nhận thông tin mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.